Thủ tướng Chính phủ Trần Trọng Kim 17 tháng 4 năm 1945 19 tháng 8 năm 1945 bị Việt Minh cướp chính quyền nhân cơ hội sau ngày Nhật bị Hoa Kỳ thả hai trái bom nguyên tử đã tạo ra một khoảng trống chính trị. Ông Trần Trọng Kim là một trí thức yêu nước có tài. Trong 4 tháng điều hành chính phủ, ông đã thực hiện sửa đổi hành tránh, hợp nhất hai chính phủ bảo hộ và Nam Triều. Thay thế công chức Pháp bằng công chức Việt, ra lệnh dạy tiếng Việt tại các trường trung tiểu học, dự định thống nhất pháp luật ba kỳ, tổ chức những đoàn thanh niên tiền phong. Chiến dịch chống nạn đói, mang gạo từ Nam ra Bắc cứu đói. Là một nhân chứng lịch sử, ông Trần Trọng Kim đã ghi lại những sự kiện xảy ra trong quyển Một cơn gió bụi. Hồi ký này viết từ 1949. Xuất bản 1969. Cộng sản đảng theo cách tổ chức và hành động của họ là một thứ tôn giáo mới, giống như các tôn giáo cũ cốt lấy sự tin chứ không hoài nghi hay đi lệch ra ngoài. Song các tôn giáo cũ nói có cõi trời, có thiên đường là nơi cực lạc. Cộng sản giáo ngày nay thì hoàn toàn duy vật nghĩa là ngoài vật chất ra không có sự tin tưởng nào khác nữa. Cho thiên đường không phải ở cõi trời mà chính ở cõi trần gian này. Ai tin theo đạo ấy là phải tin lý thuyết của các Mark và Lenin là tuyệt đối chân chính đem áp dụng là được sung sướng đủ mọi đường. Tức thực hiện được cảnh thiên đường ở cõi trời. Còn về đường tín ngưỡng thì đạo Cộng sản là đạo hoàn toàn duy vật tất không ai thờ phụng thần thánh nào khác nữa. Nhất thiết phải sùng bái những người như các Mark, Lenin, Stalin để thay những bậc thần thánh cũ đã bị họ chất bỏ. Đã tin mê cái đạo ấy và đã coi lý thuyết ấy là chân lý tuyệt đối thì ngoài cái lý thuyết ấy ra, là tà giáo, là tà đạo. Ai không tin theo và phản đối những người đứng đầu đảng, tức là những bậc giáo chủ thì là người phản đạo, tất là phải bị trừng trị rất nghiêm. Vì vậy mới có sự tàn sát những người theo đảng cộng sản theo Trotsky, chủ nghĩa cộng sản đệ tứ quốc tế. Là một đảng cộng sản phản đối Stalin, chủ nghĩa đệ tam quốc tế vậy những tín đồ cộng sản phải là những người cuồng tín và chỉ biết đời sống vật chất mà thôi sống chỉ có một đời rồi hết nên ai nấy chỉ lo làm cho mình được mọi điều thắng lợi xá chi những điều phúc họa thiện ác về thực tế cái đặc sắc của cộng sản là không nhận có luân thường đạo lý không biết có nhân nghĩa đạo đức như người ta vẫn tin tưởng người cộng sản cho cái điều đó là hủ tục của xã hội phong kiến thời xưa đặt ra để lừa dối dân chúng nên họ tìm cách xóa bỏ hết ai tin chỗ ấy là người sáng suốt là người giác ngộ ai không tin là người tối cho nên cha con anh em bạn bè không có tình nghĩa gì cả chỉ biết tôn trọng chủ nghĩa cộng sản và phục tòng những người cầm quyền của đảng ngoại giả giết hại lẫn nhau lừa đảo nhau hệ ai làm việc lợi cho đảng là người giỏi người tốt gia đình, xã hội, phong tục chế độ cũ đều bỏ hết, bỏ đến tận cội rễ để thành lập xã hội mới theo chủ nghĩa cộng sản. Cái xã hội mới ấy không tranh đấu cho quốc gia, cho dân tộc. Dù có nói tranh đấu cho quốc gia hay cho dân tộc nữa, cũng chỉ là cái phương pháp dùng tạm thời trong một cơ hội nào để cho được việc mà thôi. Khi ở đâu sự tranh đấu cho giai cấp vô sản đã được thắng lợi, thì cứ tranh đấu mãi để bảo vệ quyền lợi của giai cấp ấy và xóa bỏ hết những cương giới nước nọ với nước kia để thực hiện một thế giới đại đồng đặt dưới quyền chỉ huy của giáo chủ cộng sản ở bên nga vì vậy cho nên bất kỳ nước nào đã theo cộng sản là phải phục tùng mệnh lệnh của nga còn nước nào tuy theo chế độ cộng sản nhưng còn muốn giữ tư tưởng quốc gia như nước nam tư lạc phu bên đông âu là bị trục xuất ra ngoài hội nghị của các nước cộng sản trên là một số dòng nhận định của sử gia trần trọng kim trích ra trong cuốn một cơn gió bụi như thế đủ rõ hồ chí minh khi mang chủ nghĩa cộng sản vào đặt trên đầu trên cổ người dân cũng chỉ với mục đích phục vụ cho quyền lợi quốc tế cộng sản nếu hồ chí minh có tư tưởng quốc gia thì cũng đã bị chủ tịch đảng cộng sản liên xô do nga lãnh đạo trục xuất ra khỏi quỹ đạo cộng sản giống như nước nam tư chiêu bài theo chủ nghĩa cộng sản để giành độc lập là một sự lừa bịp của Hồ Chí Minh. Khi Hồ Chí Minh theo cộng sản và cướp chính quyền thì trước đó vua Bảo Đại đã tuyên bố Việt Nam độc lập. Nếu Hồ yêu nước và có tư tưởng quốc gia thì tại sao không hợp tác với vua Bảo Đại để thành lập một nhà nước quân chủ lập hiến có quốc hội và vua là biểu tượng? Sau 1991, Liên xô sụp đổ những lãnh tụ Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn tiếp tục bám víu chiêu bài, vẫn tiếp tục gian dối là theo chủ nghĩa cộng sản. Trong khi họ phải làm kinh tế thị trường với các nước tự do dân chủ. Kiểu làm kinh tế của Đảng là chỉ làm lợi cho thành phần đảng viên và một số kẻ ăn theo.